Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Trên tay em đang là iPhone X phiên bản 15.0. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách Direct nó bằng Bluetooth và hướng dẫn cho anh chị cách fix Direct bằng Bluetooth ha. Thì mấy ngày hôm nay thì Bluetooth nó lỗi, anh chị các bạn không Direct được. Thì bây giờ em hướng dẫn cho anh chị và các bạn sử dụng cái Bluetooth để Direct nó. Đầu tiên thì em sẽ cắm cái sợi cáp của iPhone này lên. Rồi nhớ bấm tin cậy ha. Rồi nhập mật khẩu màn hình. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nhìn trên Bluetooth. Bluetooth thì nó sẽ hiển thị lên thông tin của cái điện thoại. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thấy ha. Đó, thì Direct No nè. Thì thường là anh chị và các bạn sẽ bấm vào đây, rồi sau đó mình chọn cái dopamine mình Direct. Trước tiên thì mình sẽ tắt cái phần mềm diệt virus gì hết ha. Đó, rồi sau đó mình sẽ bấm Start. Thì bây giờ cái Direct nó sẽ bị lỗi ha. Cái Bluetooth nó sẽ bị lỗi ở cái bước này. Đó, bây giờ nó sẽ báo lỗi nè. Đó, nó sẽ báo lỗi như vậy. Thì làm thế nào để Direct được đây? Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách Direct mới ha. Đầu tiên thì mình sẽ qua cái tab Toolbox. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chọn lên cái mục API Signature. Rồi, có nghĩa là cái mục này để ký cái file API của mình. Thì đối với cái điện thoại này thì mình có thể sử dụng cái Dopamine mình Direct, hoặc là mình có thể cài John Installer X. Thì đây em sẽ cài luôn cái Dopamine. Ở đây em có một cái thư mục chứa cái Dopamine. Thì Dopamine anh chị có thể tải cái file IPA từ cái trang này ha, Elixir. Đó, mình bấm tải download cái IPA về. Rồi, đây có sẵn nằm ở trong cái mục Direct ha. Thì trước khi thực hiện thì vẫn giống như lần trước thôi, tắt cái phần mềm diệt virus đi. Và sau đó mình mở cái Bluetooth lên, mình chọn tab Toolbox, mình chọn cái mục API Signature, rồi mình add file desktop. Bây giờ em sẽ đưa cái file Dopamine vào. Rồi ha, đưa cái file này vào đây. Tiếp theo thì mình sẽ chọn sign with Apple ID. Thì đây nó có sẵn những cái tài khoản rồi. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn thêm vào thì mình chọn vào đây. Đây em sẽ thêm một cái tài khoản vào. Rồi nhập cái mật khẩu. Rồi ok, sau đó bấm xác nhận. Rồi ở đây thì nó có một dãy tài khoản, anh chị muốn chọn tài khoản nào thì mình chọn. Em sẽ chọn tài khoản này. Rồi sau đó tích chọn lên cái file này. Sau đó mình sẽ bắt đầu ký cái chữ ký vào. Ok, đó. Thì nó sẽ hiện lên cái giao diện này. Ở đây mình sẽ lấy cái mã này ha, mình nhập vào đây. 7 4 6 6 4 5. Bấm yes. Rồi mình để ý nè, nếu mà nó bị lỗi thì mình phải sử dụng cái tài khoản khác ha. Còn nếu mà nó ký bình thường thì sử dụng bình thường. Đợi một tí ha, nó xanh lên là được. Ok, nó báo là đã ký xanh rồi. Thì cái file nó đã tạo ra rồi thì mình sẽ chọn open the Signic API Local. Thì nó nằm ở mục Document. Ở đây thì mình có thể kéo nó ra ngoài Desktop cũng được. Thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái Bluetooth quay lại giao diện này. Rồi sau đó mình sẽ chọn lên mục App, chọn cái mục Import và cài đặt API Desktop và cái Dopamine. Đây ha, coi nè. Bấm vào. Đó, thì nó sẽ cài. Và anh chị để ý trên cái điện thoại của mình nó sẽ xuất hiện cái Dopamine.
À, thấy không? À. Rồi, ok ha. Khi mà nó xuất hiện rồi thì mình bấm vào đây thì mình cần phải tin cậy nữa ha. Mình vào trong một cài đặt. Rồi, sau đó mình sẽ chọn cài đặt chung. Mình sẽ chọn lên cái mục quản lý thiết bị. Bấm lên. Tin cậy. Ok. Nếu máy nào mà nó báo không tin cậy được thì có thể là máy bypass ha. Rồi, mở nó lên. Sau đó mình sẽ bấm Jailbreak. Đó. Lưu ý là khi mà cài cái file IPA xuất ra thì chỉ có cài được trên máy đó thôi ha. Chứ đem qua máy tính khác cái file đó thì mình sẽ không cài được ha. Trên máy tính khác thì mình phải làm ký lại cái file IPA giống như vậy. Ok. Đây, tăng cái độ sáng lên. Này là cái mã pin của sim thôi. Jailbreak xong rồi. Coi có CLEO không? Ở đây thì máy mình đã Jailbreak trước đó rồi nên không vấn đề gì ha. Ok, có CLEO. Bây giờ mình sẽ cài tron get tải cái tron về. Ok, bấm đặt thoát ra. Và ở trên đây thì mình sẽ cài đặt cái tron store. Ok. Rồi ha, thì cái sim dopamine này nó chỉ có 7 ngày thôi, tại vì nó ký qua tài khoản thì mình nên xóa nó đi. Sau đó mình sẽ cần tải cái dopamine. Tải cái dopamine APA về, sau đó mình cài qua cho để nó được cái chữ ký ha. Ký không có bị thu hồi. Ok. Rồi. Cài chia sẻ install xong rồi đó. À, nó vẫn là jailbreak. Lần sau mà bị tắt nguồn gì đó thì cứ mở cái dopamine lên, sau đó mình chạy lại ha. Rồi nó đơn giản nha, thì không cần mình phải sử dụng cái tool jailbreak này làm gì cho nó lỗi ha. Lại nó vẫn lỗi nè, mình sẽ bấm start thì anh chị và các bạn sẽ thấy nó sẽ bị vẫn lỗi nè. Nè. Rồi đó thấy không? Rồi, lỗi ha. Mình dùng cách này thì nó sẽ ok hơn so với cách đó. Rồi, video của em đến đây là tạm dừng ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.